Theo báo cáo cập nhật thị trường bất động sản Hà Nội quý 3 năm 2017 vừa được tổ chức CBRE công bố, nguồn cung căn hộ chung cư đang gia tăng nhanh chóng gây áp lực giảm giá cho toàn thị trường. Tổ chức này cho rằng với tình hình hiện nay, thị trường chung cư không còn cơ hội cho những nhà đầu tư muốn chốt lời chóng vánh. Cụ thể, trong quý 3 năm 2017, thị trường đón thêm gần 8.300 căn hộ mới mở bán từ 38 dự án trên toàn thành phố. Trong đó, khu vực Tây và Tây Nam chiếm 60% nguồn cung mới. Giá trung bình có xu hướng giảm nhất là tại các dự án đã hoàn thiện, với mức giá giảm 3% theo quý, tương đương 12% theo năm. Mặc dù giá chung cư đang có xu hướng giảm, nhưng nguồn cung chung cư vẫn ồ ạt bung hàng. Theo CBRE, nguồn cung tăng nhanh sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường bất động sản. Hiện nay, phần lớn người mua đã không còn đầu tư theo kiểu lướt sóng căn hộ, mà hầu hết các nhà đầu tư đang kỳ vọng khả năng cho thuê. Chính vì thế, trên thị trường hiện đang hình thành một phân khúc căn hộ chung cư cho thuê vô cùng sôi động.